đúng rồi, Hiếu Phu Túc à. Vừa nãy lúc cháu đến thì thấy trên mạng có chiến binh dùng những lời không hay đối với Thúc. Có một số việc Thúc không tiện làm. Vậy để cháu thầy Thúc giáo huấn cái tên không biết trời cao đất rộng kia. À thôi bỏ đi. Ý. Ồ, em trai, không ngờ cậu ở đây kiếm chắc à nha. Làm sao, có muốn liên minh với tỷ không? Chờ chút nữa thì lấy được bảo bối thì chắc còn một phần. Là bà, anh quen cô ấy. Anh là giang tế. Ây da, sao lại thành giang tế rồi? Không lẽ lâu đại đạo và vật gia có thù ư? Nè, cái cô hiểu làm rồi, tốt thật lợi. Không phải giang tế gì đâu. Anh còn dám cãi, cô ấy gọi anh là em trai, đại đạo, đừng có bị anh ta lừa. Là bà, tôi còn xếp anh là bạn bè nữa đó. Anh lại dám gạt tôi. Tôi đã sớm thấy không vừa mắt cái thằng nhóc này rồi. Người này nhất định là trên đường giám thị chúng ta đó. Già tế chắc chắn là hắn rồi. Và người phụ nữ độc ác kia cùng phe với nhau. Tiếu một chỗ à, giết hắn đi. Thì ra là đứa con của con hoang của lưu già. Chẳng trách lấy chấm chửi rủa Hiếu Phu Túc không tiếc lời. Đợi tới tập ban đầu cho không nhổ rợ tận gốc. Em trai à, sao lại đi chung với cái đám người này? Mau tới đây. Ở đây đâu à, có hiểu lầm rồi. Tôi hiểu lầm. Nếu anh không làm chuyện trái lương tâm, anh sợ cái gì chứ? Anh còn nói là anh không phải giàn tế. Ôi, tôi sợ cô chém tôi đó. Em trai nói nhiều với cái đám người đó làm cái gì chứ? Có ta nói cậu là giàn tế, bọn họ nói xấu cậu. Vậy cậu hãy để họ nhìn thử giàn tế là như thế nào đi. Biểu tỷ à, không cần phải ra mặt thì tôi đâu. Tôi và cái cô ấy không có thù gì. Làm sát người vô tội không tốt. Huống chi xung quanh đây có rất nhiều truyền thông đưa tin đến như vậy. Đứa nhỏ của lưu già có quan hệ sâu xa với ta, là ta nợ nó, không nên tổn thương nó. Để biểu tỷ thay cậu giải quyết bọn họ mới phải. Ý đừng, giật tay. Không ngờ bọn họ lại phản ứng quyết liệt như vậy. Ý Phụ Thúc à, lại nhớ đến bạn cũ. Nếu Thúc đã lên tiếng vậy cháu sẽ tha cho nó một mạng. Em trai, nhìn chăm chăm vào tí là không tốt đâu nha. Tí mặc dù là biểu tí của cậu, nhưng cậu cũng không thể không chút kiên kỵ nhìn tí như thế chứ. Biểu tí à, tí vào lâu đại, tại sao lại quen biết nhau? Hình như cô ấy đối với tỷ có địch ý. Đâu phải chỉ là địch ý thôi. Sợ là giết ta cũng không hết hận thù đâu. Dù sao thì ông nội cô ấy cũng chết ở trong tay ta. Khổ trách lâu đầy đào đối với vòng phi nhị. Hận thấu xương tì ra đây là huyết hải thâm thù. À, thật là ngon cố, ô đồ ngu xuẩn. Vốn không muốn quản chuyện của lâu già Trường Nghĩa tương trợ sao? Ngăn cản chuyện của ta, vậy thì đừng trách ta không cách ký. Cậu có phải rất tò mò không? Biểu tỷ tại sao lại muốn giết ông nội cô ấy? Nếu biểu tỷ muốn nói thì vậy tôi nghe. Nhắc tới chuyện này thì vốn không có liên quan tới ông nội của cô ấy. Trước đây tỷ bồng một người tới là Lâm Trung ám hại. Thiếu chút nữa thì bỏ mạng. Sau đó thì vân gia tốn rất nhiều sức lực. Cuối cùng tìm được tên Lâm Trung đó giết chết. Nhưng con trai của Lâm Trung tuyên bố là muốn báo thù. Nếu hắn một lòng muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho hắn. Chỉ tiếc là ông nội Lâu Đại Đào và Lâm Trung có chút giao tình, nên để ta thả cho con trai của Lâm Trung một con đường sống. Nhưng con trai Lâm Trung thiên phú rất là tốt. Hắn lại hận ta thấu xương, ta lại không xa, nhất định sẽ là thành mối họa lớn. Nếu như đổi lại biểu đệ cậu là ta, thì cậu có giết hay không? Vân Phi Nhi vì báo thù giết trừ hậu quả. Đúng là đứng trên góc độ của cô ấy mà nói thì không sai. Ông nội Lâu Đại Đào vì tình nghĩa cũ cứu con trai, bản mình cũng không sai. Ông nội Lâu Đại Đào kia là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, xã thân chính nghĩa, nhưng cũng không nghĩ cho ông ta một chút. Nếu ông ta muốn trường nghĩa như thế thì ta chịu theo ông ta thôi. Bia tỷ à, Vân tỷ và Huyết Phủ Vương có quan hệ gì? Hiếp Phụ Thúc là người nhà ta.
nhưng lại có quan hệ rất tốt với ông nội Lâu Đại Đạo. Năm đó lúc chiếc lâm trùng huyết tủ thuốc cũng ra tay ngăn cản. Cuối cùng ông nội Lâu Đại Đạo dùng thân mình chặn súng lại về cậu đó xem. Vì một người không chút quan hệ nào của mình mà cam nguyện bỏ mạng mình ra. Tứ người như vậy nên nó ngu hay là khen hắn có dùng khí đây. Mặc dù là ngộ sát, nhưng Lưu Vũ cũng chính là người chính nghĩa. Nhưng sau cùng thì ông nội yêu dấu nhất của mình lại chết trong tay Vân Phi Phi. Mà Lâu Đại Đạo tất nhiên là hận Vân Phi Phi thấu xương rồi. Cho nên hiết phủ vương trong lòng thấy ấy nấy. Nhưng ai vì chủ đó chứ, hiết phủ vương cũng là bất lực không biết phải làm sao. Đúng là bài toán khó giải mà. Hay là thì thấy Lâu Đại Đạo cứ nhìn cậu không mặn cưới cậu ấy đi, chiếm hữu được rồi thì đến lúc đó chúng ta kết xù già, cô ta sẽ không báo thù được nữa. Như thế nào? Biểu đệ cậu không từ chối đề nghị của tỷ đây chứ? À biểu tỷ hả? Tỷ đừng có cười tôi sẽ đến mức lúc cô ấy chém chết tôi thành trăm mảnh đấy chứ. Biểu đệ thật là si tình nha, lo cho bạn gái cậu như vậy khiến người khác càng thấy càng yêu đó. Chuyện gì đây? Di Tường đã xuất hiện à? Bảo bối cuối cùng cũng đã ra rồi, là của lão tử. Rốt cuộc đã tới rồi sao? Đây là gì vậy? Ý, nóng quá nóng quá. Ê, ôi thật là nóng, bông tuyết này là nóng như thế này ơi, giống như là nước sôi vậy. Đây không phải là bông tuyết mà là khí tình do nguyên khí liền qua. Chỉ là nguyên khí tập trung mạnh nhất mới có thể sinh ra khí tình này. Bởi bối kia là do sức mạnh nguyên khí này hấp dẫn. Ý, nóng chết tôi rồi, nóng chết tôi rồi, cứu mạng. Chạy khét hai đứa luôn. Khó trách Lâu Đại Đạo đối với Vân Phi Phi hận tấu xương, thì ra đây không phải là huyết hải tâm tụ. Biểu tỷ à, tỷ nhìn xem xuất hiện rồi. Là bách thảo hoa. Bách thảo gì? Là dị thảo cao cấp, có thể giúp cho chiến binh tăng các hạng gen. Nếu như các chiến binh vương muốn sử dụng thì thực lực cũng sẽ tăng lên. Giá của bách thảo hoa trên thị trường có thể bán hơn 1 tỷ. Hơn nữa điều kiện quan trọng là các chiến binh có muốn bán ra hay không. 1 tỷ. Qua qua qua. Mau 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 mau. Tin này sẽ rất là hot lắm đây. Để ta xem ai dám tung tin tức ra. À, mấy của tôi mua cả triệu đây. Nếu như quay trực tiếp thì đâu có đánh được nữa rồi. Kỳ bồng to đến như vậy. Đó là của to. Ây, cứ thế mà hãy đi mất rồi. Ăn luôn. Mở kiếp cái đồ ngốc này, đúng là không sẽ chết mà. Sống âm. Hồng đỉnh tử ân vương. Dám hái bông của ta. Muốn chết nè. Ây, nó cướp rồi. Tốc độ của Hồng đỉnh tử ân vương quá thật quá nhanh. Nếu như có thể bay lên trời, ai cũng không đuổi kịp. Cố gắng trước đây chờ lâu như vậy, giờ xem như là uổng công rồi. Chạy đi đâu? Ây da, trúng cánh ta rồi. Nghiệt xúc, dám cướp đồ trong tay của lão tử. Mày chán sống rồi à. Ây da, chim đã gãy cánh. Sao vẫn chưa rớt?
Ây da, tệ thật, dùng sức quá nhiều rồi. Ê. Nhanh tay thì hết, chậm tay thì còn. Ồ. Ta xem còn ai dám đến nữa. Mà nó. Nè, à, cánh hồng vụ là của ta. Bây giờ ta đi cướp bách hoa táo các đi. Hoàng hoa táo đã nguội rồi. Ồ, thời cơ tốt. Ta có thể giúp người đi chết được rồi đó. Ai, cái đứa khốn nạn nào. Ta phải giết ngươi. Tập 9. Quá kích thích rồi. Nơi này không thể để được nữa. Trước nên đi mới được. Giọt thôi. Đứng lại, con dám chạy à? Chạy à? Xem ngươi chạy thế nào. Hèn hả? 5 người đến giết 1 người. Con dám đánh lén tiêu già này chứ? Nếu không phải tiêu già có việc bận thì hôm nay phải đánh chết cái người Lưu Đại Đao. Con nhỏ rất là hăng. Chết đến nơi rồi. Mấy con mảnh mồm như thế. Các anh em, giờ bà bối không cướp được, nhưng có cô gái đẹp như vậy, cô gái nhỏ cho chúng ta chỉ được một chút cũng tốt nha. Mặc dù ta không khó tìm được lão gia tử Lâu Già có đôi tiền công, nhưng chơi đùa cô cũng tốt. Ông nội cô dưới cớ tiền vì cháu gái mình bị tạch trời thì chắc chắn cũng rất vui vẻ. Hả? Con giấy dùa nữa hả? Nếu người Lâu Già biết Lâu Đại Đào cô bị các anh này chỉ đùa sẽ có cảm giác như thế nào đây? Ta cũng thật là tò mò nha. Ta giết người. À không sao Lâu Đại à, đừng có động thủ nữa. Chờ một chút là cô ta chảy hết máu rồi chết à. Chúng ta sẽ thoải mái hành động hơn. Lên. Muốn chết mà. Lại rốt cô là ai vậy? Cút ra đây. Người không xứng được biết. Cô gái này. Năm phút sau, tiểu tử này lại chạy rồi. Nhìn đây à, mới vừa rồi sao chúng ta không nhân cơ hội giết hắn đi? Yên tâm đi, hắn chạy không thoát đâu. Ta đã dùng 800 vạn MHG lợi hại nhất để giúp ta bẻ khóa thiết bị định vị GPS rồi. Dù hắn có chạy xa đến đâu cũng không thoát khỏi lòng mật bàn tay của ta. Tiểu tử này vừa rồi còn đến bị thương. Cái đám người đi cướp bách hoa thảo làm người của Tạ Khẩu tích dịch tức muốn chết. Khi nãy sao chúng ta không trực tiếp nói lại cho Tạ Khẩu Dịch biết chứ? Nếu như Tạ Khẩu Dịch biết là Lập làm chuyện đó thì là Lập hôm nay hắn chắc phải chết rồi, không còn phải nghi ngờ. Chúng ta có thể mượn đâu giết người. Bây giờ nói cho Tạ Khẩu Dịch là Lập tất nhiên là chết chắc, nhưng bách hoa thảo chúng ta cũng không lấy được. Chờ chúng ta đi tìm La Lập. Nếu như có thể giết hắn thì cướp được bách hoa thảo thì tốt. Nhưng chúng ta không chỉ báo được thù mà còn có bảo bối. Nếu chỉ để tiểu tử này may mắn chạy trốn, thì lúc đó chúng ta tìm tin đem tin tức này nói cho Tả Khâu Dịch biết, La Lập này chắc chắn phải chết. Cà quả nhiên rất lợi hại. Có điều báo qua lần này sẽ lần sau Tả Khâu Dịch còn tin tưởng lời nói của chúng ta không? Cơ hội tốt. Yên tâm đi, ta đã ghi lại âm thanh hết rồi. Tiểu tử này tuyệt đối sống không lâu đâu. Vậy là tiểu tử này giỏi. Đi thôi, theo sau đừng để cái tên La Lập đó chạy xa. Hắn chạy không xa đâu. Người này sắp chết rồi mà. Thích làm người tốt còn cứu người khác nữa chứ. Bây giờ xem hắn làm sao tự cứu mình đây. Đại ca, 2 giờ nữa thì chúng ta sẽ trở về căn cứ Thái Sơn. Đến lúc đó đem bách hào hòa bán đi, mỗi người ít nhất cũng có 2.000 vạn.
Đời này cứ trước ta có thể rửa tay ra kiếm được rồi. Là Diệp Vương. Diệp Luân tiền bối. Giao đồ ra đây. Diệp Vương ngài, ngài nói đồ gì cơ tôi không biết. Bên trong có 500 vàng. 500 vàng. Chúng ta trong tay chúng tôi là bách họa thảo đó, giá trị nhất cũng phải 100 triệu. Nếu như không đồng ý thì hôm nay tất cả mọi người phải chết ở đây. Có thực lực chính là muốn có thể làm gì thì làm, có thể làm chúa tể trong thế giới ức hiếp người khác. Nè nè, xã tiền đâu? Anh đưa tôi đi đâu thế hả? Đây là nơi nào? Sao chưa? Nơi này chính là rừng sâu núi thẳm. Cô phải nghe lời tôi, nếu không tôi sẽ tìm một tiểu thôn tùy tiện nào đó để bán cho cô làm kẻ ngốc làm về đó. Xê, buồn cười chưa? Nơi này là núi sâu thay sơn, làm gì có tiểu thôn nào gần ở đây chứ? Anh đừng có mà đặc ý. Thanh Linh Tỷ chắc đang ở khắp nơi tìm tôi đó. Chờ Thanh Linh Tỷ tìm được tôi thì tôi sẽ cầu tỷ ấy chém anh chết ra luôn, xả mối hận trong lòng. Im đi, đừng có lên tiếng. Làm sao vậy? Có phải là có người xấu đến đây không? Cái đám người kia đuổi kịp chúng ta rồi à? Không phải, tôi nghe thấy bỗng có người nào đó đang lên tiếng. Hả? Đáng ghét bà nó. Tính tình này của cô còn nhỏ mà dễ nóng nảy như vậy. Nếu như trưởng thành rồi chẳng phải sẽ thành cục cái hay sao chứ? Đi lúc đó sẽ mãi dâm lý cô nữa. Còn anh Quảng à, anh mới là cục cái, cái nhà anh đều là cục cái. Tiểu gia tàu hôm nay phải lột anh, lột da anh xuống làm khăn toàn cỏ mới được. Đi rồi, tên này có vẻ là thú tính. Muốn ở nơi hoang dã này làm chuyện gì với mình sao? Ây, chết, người này nhất định là tin chồng lên đảo rồi. Nên chỉ cần nghĩ một chút cũng làm hắn kích thích. Ôi không, không, chuyện này không thể để người khác biết được. Đừng có lộn xộn, lần này cái đám người kia đuổi tới thật rồi. Ây, sao mà cô đỏ như vậy, có phải phát sốt không? Tôi bị nghẹt thở. Cô nín thở làm gì, muốn tự tử à? Tôi cũng đâu có muốn khi dễ cô chứ. Trước thì trốn trước đã, đám người kia đúng là âm hồn bất tán mà. Nhìn xem, đồng này có cổ rạ hay không vậy? Quá thật là không được rồi, chờ lát nữa tôi phát cô ra. Người này ở bên trong. Chết tiệt, cái tên là Lập này đã phát hiện ra chúng ta rồi à? Muốn chạy trốn mà. Có điều ở bên này là ngõ cụt, hắn không thể nào trốn được đâu. Vừa rồi tôi mới kiểm tra xung quanh rồi, sơn động này không có cửa ra, người này tuyệt đối không thoát được. Vậy thì tốt, chờ giết cái thằng nhóc này xong, lấy được bách hòa thảo thì ba người chúng ta chia nhau. Đề nghị này thật hay. Sở thiếu à, quá nhiên hào phóng. Tôi và các anh em cảm ơn cậu trước. Cùng bà đã chết lớn như vậy ư? Có thể đem vách núi lồi lõm chạm thành bông loáng như thế này, giờ bộ kỹ thuật của con người hiện giờ vẫn thua xa. Chúng ta đi xuống đại khái là khoảng 2000 mét rồi đó. Phía trước ánh sáng. Đây là Đây là nơi nào vậy? Vùng biên giới Thái Sơn này nối cùng với Hồng Hoa, xảy ra rất nhiều chuyện khoa học không thể giải thích được. Nơi này chắc là góc không gian, là trung gian giữa Hồng Hoang và thế giới chúng ta. Cái đám người truy đuổi phía sau chúng ta chỉ có thể thích nhích từng bước. Giờ xem ra chúng ta xem xét thử nơi này có thể tìm được ra cửa không. Đây, rốt cuộc
Đây là nguồn lực lượng gì? Chất khí so với bên trong phòng huấn luyện cao cấp lại rất giống nhau. Đây chính là nguyên khí. Anh cũng không biết nguyên khí là gì sao? Vậy với thực lực của anh, làm sao mà đến được nơi đây vậy? Đừng nói là với tôi anh chưa có trải qua rèn luyện đó nha. Thì ra đây là nguyên khí à? Còn ra tôi luôn cảm giác chỉ cần khí này quay quanh thì thấy thân thể thật là dễ chịu. Lão đầu nói với tôi, nguyên khí trên căn bản là sản xuất ở Hồng Hoang. Bởi vì sau khi Hồng Hoang tiếp giáp với địa cầu, thì khí cho nguyên khí này địa cầu khôi phục lại. Lão đầu của cô rốt cuộc là làm gì? Muốn biết hả? Không nói cho anh biết đâu, tôi đã không đánh lại anh thì cũng phải làm sao khiến anh tức chết mới được chứ. Ây, cái cô nhóc này. Những thứ này là xương gì vậy? Thật là lớn nha. Không lẽ thứ này đều là dị thú hồng hoang? Những thứ hỗn tạp. Đuổi theo. Chạy đi. Chết tiệt. Người này nhìn thôi cũng đã biết là có thù oán với Lê Lập rồi. Vậy thì mình chạy cái gì? Mau đuổi theo. Con cô gái kia nữa nhất định là cùng nhóm với Lê Lập. Chúng ta bắt cô ta lại. Đại ca sẽ tiếu, hai người đừng tranh với tôi chứ. Tôi từ lâu không ăn chay rồi. Ôi mà kiếp, tôi và cái tên này không phải một nhóm. Tôi cũng muốn đánh hắn nữa mà. Đại đầu, cô làm, con làm gì thế mà nhanh chạy đi. Tức chết Tiêu già rồi mà. Để cho các người nếm sử chút lợi hại của Tiêu già đi. Ăn ba trái ớt nè. 10. Ta muốn giết bọn chúng. Tệ quá, tiếp tục như vậy sớm muộn gì của bọn chúng sẽ bị đuổi kịp. Để lúc đó chỉ có chết. La Lập. Đấy là trước mặt có đá. Dị thú có kinh nghiệm với những thứ này hơn chúng ta. Chạy vào đống đá hỗn loạn đó đi. Hãy. Mà nó đám người đó còn nhanh hơn cả chúng ta nữa. Lạ lý. Người bị tê liệt rồi. Nè, qua đây. Ây da. À, trời đất. Ăn mòn chân giống cái bộ tầng một được bảy lão già dạy võ công trên núi đạo hoàng quá à. Đại ca. À, người cố chịu đi. Chợt tay của ta. Nước thuốc ghen màu đỏ trong bình kia rốt cuộc là gì vậy? Lấy thần kỳ gì vậy? Từ hồ như có thể cải tử càng hoàn sinh. Thuốc hồi sinh, một bình ít nhất cũng phải 600-700 vạn. Hàng Vũ lại không do dự đưa cho Hàng Vạn Huy uống. Xem ra tình cảm hai anh em này so với tưởng tượng của mình tốt hơn. Tiểu tử này tuyệt đối không thể sống. Tôi nhất định là bắt hắn về, đi cho anh lúc xương hắn, đềm hắn. Từng đau mà cắt ra. Ây, mà nó Hàng Vân Thao vẫn chưa chết à? Vô lực, bây giờ ta đã bị thương rồi. Người mang đồ tới. Ta có thể đập vỡ tảng đá kia không? Tảng đá phía bên kia thì khoảng chừng có 1.000 cân. Đối với chiến binh cao đẳng thì không thể nào. Nhưng đối với chiến binh chuyên gia mà nói thì đây hẳn là việc không khó gì. Ai nghĩ rồi. Nếu như tảng đá duy nhất che chắn bị đập vỡ, như vậy thì chúng ta chết chắc rồi. Làm thế nào đây? Tôi cũng chưa có người yêu đó. Tiêu già không thể chết ở đây được. Đã đến lúc nào rồi mà cô còn nghĩ ra được cái chuyện liền tên như vậy? Cô có còn thuốc nổ hay không? Bùa chú phát nổ gì cũng được. Ấy, nhọt quá à. Anh đừng có mà lục tung. Anh không có lúc nãy tôi bị ném hết rồi. Nếu không thì giờ này tôi có thể ném qua một chúng rồi để cho mấy cái tình đó nếm thử mùi vị. Ồ.
Rồi xong rồi. Ha. Hế? Sao vậy? Việc này không thể à? Với lực lượng của ta trực tiếp có thể ném hòn đá ra đến 3 đến 5 ngàn thước chứ, dễ như trở bàn tay mà. Thì ra là vậy, ngắn quá rồi. Cô nhóc này chờ chút, mặt trời lên cao hơn, lão tứ sẽ cho cô nhìn thử rốt cuộc còn ngắn hay không. Phi vô sĩ, chờ tiểu gia khôi phục nguyên khí nhất định sẽ lấy bạc chó của người. Người thì có gan thì chờ đi, người có ngon thì im đứng đi, người có ngon thì bản lĩnh thì tới đây qua đây. Hãy tên hôn tập kia quả nhiên lấy được bách thảo hoa rồi. Hơn nữa hình như là cái cây này so với lúc cái chiến binh tranh đoạt thì tờ tích hình như lớn hơn. Khó trách tá khâu dịch lại tức giận điên cuồng. Như vậy là cái cây bách hoa thảo kia, hơn nữa nếu như còn cà rễ thì ít nhất cũng phải 200 triệu. Lần này phát tài rồi. Ôi, vào miệng thật là ngọt ngào mát lạnh. Đây là A Thiên Đao. Vừa rồi anh ăn cái gì vậy? Nhất định là mùi vị rất ngon có phải không? Thử đi cho cô một miếng nè. Tạm được, cô có muốn thử không? Được đấy. Ây da, cái kiểu đúc này cũng quá đi. Là lập người chết chắc rồi lại dốc ăn bách thảo hoa. Chờ xương độc tiêu tan thì ta nhất định sẽ lấy mang chó của người, lấy các người ra nấu lên để luyện bách dược dược liệu bách thảo hoa. Tất ta đã quan tâm. Có điều trước tiên các người nên chú ý cho bản thân đi. Đây là gì? Cái này chính là nguyên khí sao? Hử? Đây. Đột phá chiến binh cao đẳng cấp B rồi. Thì ra nguyên khí là như vậy. Có thể cảm giác được nguyên tức của chiến binh, phát ra uy lực nhận thức ban đầu, hoàn toàn không thể nào so với chiến binh cấp sơ. Có cách nào nghĩ tới à? Sa Thiên Đao, anh đột phá rồi. Lực lượng gen cường độ 26 lần tốc độ gen, 20 lần kháng lực gen và hơn 24 lần gen giác quan và 23 lần. Đáng tiếc là đột phá quá vội. Tôi còn chưa có thời gian học tập công pháp, còn chưa kịp làm xong nữa. Hiệu quả của bách thảo hoa này kéo dài ít nhất cũng phải 3 ngày, cho nên bây giờ có ăn nhiều bách thảo hoa nữa có thể sẽ phản lại tác dụng. Mà nó, ta dù gì là cũng là chiến binh cấp chuyên gia, giờ lại là ó nằm ở chỗ chật hẹp này, động cũng không thể động được. Nhìn xem cái tên La Lập kia kìa, không chỉ ăn bách thảo hoa mà còn có người đẹp đi cùng, giống như đang trong kỳ nghỉ dưỡng vậy. Hay thiệt là tức quá mà. 3 thằng được rồi. Tân nhóc đó đột phá rồi à? Không sao, dù sao cũng chỉ là chiến binh cấp đẳng cấp B. Đơn giản chờ một lát nữa giết hắn chỉ tốn chút sức hơn thôi. Hiện giờ tôi đang cầu nguyện làm cho huyết sắc rực rỡ của ánh mặt trời biến mất đi. Úi, nó đang tới nữa kìa. Thế ra mặt trời ở đây là có độc. Ê, làm sao đây? Chỗ đứng càng ngày càng hẹp rồi, chúng ta sắp bị nước chín rồi. Sát Thiên Đạo mau nghĩ cách đi. Ôi cha, thật là gờ gớm, sơ suất một chút thôi một ngón tay đã ra đi. Đây là bà, có phải chúng ta chỉ chết ở đây không? Sẽ không đâu, ôm chặt tôi, đừng có buông tay. Anh không còn an ủi tôi biết. Tôi không muốn chết, tôi mới có 16 tuổi thôi ạ.
cái gì cũng chưa từng làm. Tôi chỉ muốn giết cái cô gái ác độc kia báo thù cho già, nhưng tôi đánh không lại cô ta. Anh lại là biểu đệ của cô ta, vì vậy tôi hận không giết được anh. Không ngờ tôi chưa kịp giết anh thì giờ là phải chết chung một chỗ với anh nữa. Có người đẹp trai như tôi trông cùng cô thì cô phải vui mừng mới đúng chứ. Anh có thể hôn tôi một cái không? Tôi không phải là thích anh, chẳng qua là quê hương tôi có một tập tục, nếu như còn trẻ chưa lập gia đình mà chết đi thì sẽ biến thành cô hồn và quỷ, thậm chí là không thể luân hồi. Tôi nghĩ bạn trai cũng chưa có, tôi sợ sau khi tôi chết không gặp được ông nội sẽ biến thành cô hồn và quỷ, không có ai làm bạn. Anh ôm tôi một cái đi, tôi tạm thời xem như loạn gái anh, đến lúc chết thì ít nhất thì có anh làm bạn, xem như ta tôi cầu xin anh đi. Vậy cũng được. Chờ chút quá, tôi còn chưa chuẩn bị xong mà. Tôi lại là muốn hôn môi mà. Gì à? Ai da, tức là thoải mái quá đi. Trước khi chết thế này thì ai chẳng muốn nhảy. Nơi gì chết, tôi chính là người của anh đó. Nhưng để rồi tôi thỏa mãn nguyện vọng của cô, nhưng cô có thể giúp tôi một chuyện không? Chuyện gì? Tôi vẫn là trai tần. Anh cút đi. Không giận nữa. Nguyện vọng của tôi chính là cô giúp tôi một tay nâng cái tảng đá kia lên. Hả? Hả? Ui, nhanh lên, mau phụ một tay đi. Mau, chạy thôi. Tấm thuốc đã vào rừng xanh rồi. Ôi, mệt quá, cuối cùng cũng thoát được rồi. 3 giờ sau, tình huống gì đây? Vòng vòng ở đây mấy tiếng rồi, mà hình như đá xung quanh càng ngày càng nhiều. Chúng ta làm sao mà ra ngoài được đây? Tập 11. Những cái kito này nhìn qua trông rất là sống động. So với bên thế giới bên ngoài của chúng ta thì những tác phẩm này càng tinh xảo hơn. Ngay cả hồ văn rình lá, cây cũng thấy rõ ràng như vậy. Rốt cuộc lại nham chán như vậy chứ. Điều khác ra mấy trăm ngàn cái cây tạch này. Tinh lực nhận cầu mà đây so với lúc xây dựng vạn lý tường thành rồi đó. Thật sao? Lần này vất vả lắm mới cắt đuôi được 3 cái tên kia, giờ thì lạc ở trong này rồi. Luôn chỉ có đường ra mà, chúng ta bị vây ở đây, cái đám người kia cũng đi vào theo chúng ta, thì chắc chắn không tốt gì hơn đâu. Không đúng, sao thế? Anh phát hiện ra gì rồi hả? Sao tiền đâu? Những thứ đồ này không phải là đá thật. Những thứ này đều là gỗ. Những thứ này đều là gỗ hết. Nè, anh làm gì thế? Không sợ những người khác nghe thấy kéo tới đây sao? Đá này rất là phức tạp, như là mờ cùng vậy. Cho dù bọn họ có nghe thấy cũng chưa chắc đã tìm được đường tới. Cô nhìn xem đi. Điều này nói lên cái gì? Nơi này trước đây hẳn là một cánh rừng, nhưng bị một lực lượng cường đại ảnh hưởng, toàn bộ bị hóa đá hết, biến thành thạch cây. Trong hồng hoang này có quá nhiều những thứ chúng ta không thể biết được. Có thể đem cái cánh rừng lớn như vậy biến thành như vậy thì để cho nó biến thành một mảnh rừng đá. Người này hoặc là dị thú, hoặc là bản lĩnh thực sự vượt qua xa tôi và cô. Ý anh là chúng ta xông vào lãnh địa của dị thú cấp cao, hoặc là đá nhân vật nào đó? Xem như cô đoán trúng, khả năng này rất là lớn. Tiếng gì vậy?
Âm thanh gì mà lớn quá vậy? Hình như phía sau rừng đá truyền tới chắc không xa. Đi, qua đó xem thử. Ta ở nơi này ngồi chờ chết, chờ bị ba người sơ hồng miên tìm thấy. Còn không bằng chủ động đi tìm cơ hội để chạy thoát thì hay hơn. Ừ, theo tôi. 15 phút sau. Những người này ê là người trong Hồng Hoang. Những người này rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Đông người như vậy hình như đang hiến tế thần bí nào đó. Làm sao cô biết vậy? Anh ngốc thật đó. Nhìn đi. À. Ú. Quá giả mà. Trước giờ cô là người không gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ sao? Tại sao lại không đi cứu họ đi? Ai, tôi đẹp chứ không có ngu nha. Lão đầu từ nhỏ đã dạy dỗ tôi rất gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ, nhưng cũng phải đảm bảo tình huống an toàn cho bản thân. Kẻ ngu nói với kẻ ngu thì có gì khác nhau sao? Khác chứ không khác. Ây da, quỳ đầu làm đó. Cô có biết một quyền này của cô có thể giết chết tôi không? Chết thì càng tốt, đến lúc đó tôi không cần phải tự mình động thủ nữa. Tiêu gia có thù với cô gái kia, hiển nhiên cũng có thù với anh rồi. Ê, chúng ta đã tề qua thiên địa rồi. Sau khi chết thì lòng vợ chồng. Tôi chết thì chẳng phải cô sẽ biến thành góp phụ vì sao chứ? Sát tiền đầu hôm nay tiểu gia sẽ tính sổ với anh. Dù sao làm góp phụ tiểu gia cũng phải. Còn biết là tình huống gì đây? Đây. Chuyện gì nữa đây? Nè anh không sao chứ? Không sao. Quả nhiên là đuổi theo tới, đúng là âm hồn bất tán mà. Hai vị, tên tiểu tử La Lập này giả hoặc y như cá chạch vậy. Lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát nữa. Yên tâm đi, hắn chỉ không thoát nổi đâu. Thực lực của cô bé này đứng cạnh có vẻ không tệ. Cậu có được không đó? Qua tay múa chân mà thôi. Vừa nãy tôi chưa chuẩn bị xong. Anh đi đối phó với La Lập đi, con bé kia đã tôi xử lý. Giết cái đám nhảy rành này, sau đó thì lấy được Bách Thảo Chi Hòa, thì mỗi người một nửa. Giết. Ây da, tốc độ nhanh thật. Mạnh thật. Đây chắc chắn là sự áp chế của công pháp. Cậu chỉ có một chút băng lĩnh này thôi à? Đúng là đã địa cao cậu quá rồi. Thế mà lại bị loài sâu kiến như cậu giặt mũi. Một đội như vậy chịu không nổi thì để tôi tiến cậu lên hoàng tuyền. Đi chết đi. Cút ngay. Chuyện gì thế này? Cái gì? Cút. Chuyện gì thế này? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ cậu ta lại đột phá rồi? Rốt cuộc là đã học tứ công pháp gì? Bật lấy bọn chúng. Lũ sâu bò các người chết hết đi. Chó. Ông già, chẳng sống rồi à? Chó. Hứ. Hôm nay, kết cục của cậu sẽ giống như những lão đầu không biết lượng sức mình kia. Không, thậm chí còn thả mừng lão ta. Kẻ đang chết là anh mày đúng.
Mình đối với tôi đúng là không tự lượng sức. Nghe tí xương vỡ rồi. Sao, sao có thể chứ? Đi, không phải là công pháp. Không công pháp nào mà có thể trực tiếp khiến cho người ta tổng hợp được bội số gen. Tổng hợp bội số lực chiến đấu điên cuồng thành thân cấp gấp bội được. Thì nhà này rốt cuộc đã uống thuốc gì vậy? Cậu rốt cuộc đã ăn cái gì thế hả? Anh muốn biết sao? Xuống địa ngục mà hỏi đi. Nghe tiếng sùa. Dạ. Cái đồ khốn, người còn dám nói thêm một câu nào nữa, lão nương chỉ cho dù có phải chết cũng phải nhất định bấm vòm người ra. Em gái nhỏ nóng tính như thế là không tốt đâu nha. Có thể nhìn ra được em có cảm tình sâu đậm với ông em vậy. Ông em có phải rất độc chiếm em không? Ông cháu yêu nhau, nghĩ thôi cũng khiến cho người ta phải ước ao mãnh liệt rồi đó. Dần rồi à, tức giận có nghĩa là trong lòng em có quỷ. Thật sự, chẳng lẽ đã bị tôi nói trúng rồi ư? Nhân lúc cô ta đuối sức thì giết cô ta đi. Lắm mồm nữa, tôi liền giết chết cậu ngay. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Bốn thế gia còn vừa ra tay mà cái đám phế vật các người đã xong đời cả rồi. Là lập, tôi chỉ khiến cậu phải bồi tán tìm trai tôi. Sợ tiểu, chắc đức tứ chỉ cái tên nhảy ngay rắn này đi. Giữ lê mang cho cậu ta. Để tôi giết cậu. Ừ. Cậu làm gì tới thờ thiếu? Tình cảm anh em các người tốt quá nhỉ. Như vậy thì tôi đương nhiên sẽ đưa anh đi gặp cậu ấy rồi. Gì? Cậu đúng là tên tiểu nhật bụi tín lật lộn. Nếu bọn thiếu gia đó không sai thì anh với tên em trai thông minh tuyệt đỉnh của anh cũng có ý nghĩ như vậy nhỉ. Chờ sau khi chiếc vết La Lập rồi cũng sẽ ra tay với tôi thôi. À sao, sao có thể chứ, là hiểu lầm tôi à. À sao thiếu à, cậu có muốn bách thảo trì hòa thì cứ lấy đi. À, nó không có tác dụng gì với tôi cả, tôi sẽ không cho cậu thêm 500.000 vàng nữa. Tôi không tự mình đi lấy thì còn cần anh cho chắc. Chuyện giờ có vò giả, có lẽ không ít đồ tốt đâu nhỉ. Anh và tên em trai đã chết kìa. Cô anh trong mấy năm này cũng giết không ít người, cướp cũng không ít của cải, cất giấu chắc là cũng rất nhiều. Hai người các anh chết ở đây thì tất cả đều sẽ là của tôi. Tập 12. Tôi sư Hồng Hiền. Tôi có thành quỷ cũng sẽ không. Ê, đúng lồ màu. Hôm nay thật sự sẽ phải chết ở đây ư? Rồi những lời nói thề, lời thề kỳ trước đã thành sự thật rồi đó. Giờ là lúc nào rồi mà đầu óc con bé này còn nghĩ đến mấy cái chuyện linh tinh thế nhỉ? Chớ Hồng Hiền, sao nào? Cậu cũng muốn nói vài câu xin tha mạng à? Tôi còn tưởng rằng cậu rất có khúc khí đi chứ. Không ngờ trong lúc chấp chết mà cũng giống như mấy cái tên nhát gan hang võ lược kìa.
Cậu cho rằng hôm nay tôi chắc chắn chỉ không tha cho cậu. Cậu nhất định phải chết. À không, tôi biết mình sẽ chết trong tay anh. Nhưng còn cô ấy, cô ấy không có thù oán không anh. Cũng bởi vì tôi nên mới liên lụy, anh hãy tha cho cô ấy một con đường sống đi. Cô ta cũng phải chết. Tha cho cô ta thì cô tưởng tôi ngu dốc chắc. Nếu cô ta nói chuyện hôm nay ra ngoài thì e rằng trường học sẽ tìm về tận cửa. Thì lúc đó tôi cũng không sống nổi. Đừng có ngây thơ như thế. Anh nhất định phải thả cô ta đi. Câu là cái thứ gì chứ? Cũng chỉ là miếng thịt nằm trên thớt mà cũng dám hòa trường múa chân chỉ đội túi. Chờ khi bác Thảo chị Hòa này, anh con muốn có nó không? Nó đang nằm bệnh trong chiếc nhẫn của tôi. Nếu tôi bóp nát cái nhẫn này rồi thì anh có đường hồng có được tương thứ bên trong. Chỉ có thể nhận về hai cổ thi thể mà thôi. Cậu lại dám ý hiếp tôi? Cậu có tin tôi giết cậu ngay lập tức hay không? Giá trị của Bách Hảo chị Hòa này chắc chắn là không cần tôi nói nữa phải nhỉ? Hơn nữa anh có biết thân phận của cô ấy là gì không? Để từ nói dối của cổ võ Sơn Môn, con gái cưng của trưởng môn, cổ võ Sơn Môn không cần tôi giới thiệu nữa đâu nhỉ? Về cô ấy rồi thì Sơn Môn này sẽ dốc hết tâm huyết, cho dù có phải trì sát chân trời gọc bể thì cũng phải quyết lấy được mạng chó quành. Thiên Sa Đạo kia, còn có tôi là kẻ tham sống sẽ chết thì sao chứ? Từ nhỏ đến giờ tôi luôn cho rằng lão đồ dạy dỗ rằng không bằng, không được phản bội đồng đội. Muốn chết thì cùng chết, còn lắm thì liều với tên cẩu tặc này. Chỉ cần có thể ra ngoài thì tiểu già tôi nhất định sẽ gọi trăm võ giả vườn cấp tôi chém giết anh ta. À lão đồ à, nhà cô sao lại dạy cái chuyện ngốc hết như thế chứ? Cô mày ngốc đi à, mà cứ phải đâm đầu chết tiệt tôi chứ. Tôi đang đợi cô chạy ra ngoài gọi cứu binh đến đây nè. Vậy thì tôi chém cậu trước là được. À chuyện gì vậy? Hỏng rồi. Chính là hiện tại. Đã chết chưa? Chắc là rồi. Hả? Thế này mà vẫn chưa chết. Hai người các người ngu dốt. À, phía sau anh kìa. Biết sợ rồi sao? Muốn rồi. À, nếu tôi là anh thì hiện tại tôi sẽ bỏ chạy ngay đó. Chạy, cô cũng xứng khiến tôi có thể chạy chắc. Đi chết đi. Phía sau lưng là một con mắt khổng lồ. Con gì đây? Hế? À, làm sao bây giờ? Đầu hàng còn có tác dụng không vậy? À không sao, hai người chúng ta ít thịt, xương thì là nhiều. Ăn vào cũng nhét kẻ răng thôi, có lẽ nó không hứng thú đâu. Cái đệt, tôi đúng là miệng quả đen mà. Hình như nó không muốn ăn chúng ta, chắc không phải nhìn trúng cậu đi chứ. À, từ từ chui ra. Ấy, Tiêu Bạch, cả hai đều là rắn. Căn lý cửu mãn này thông nhiên này cũng không có hứng thú với tôi, mà là có hứng thú với Tiêu Bạch. Con nhặt được con rắn nhỏ đó ở đâu thế? Nó đã cứu mạng chúng ta rồi. Ấy, biến nhỏ rồi. Wow, thật là xinh đẹp. Là lập được cái nhìn. Ấy. À, loài người.
tiền bối Medusa. Medusa cũng là cái tên rất hay. Ngẩng đầu lên tôi xem. Chậm rãi. Cậu không phải là người của thế giới này. Tôi hỏi cậu, con rắn nhỏ này là của cậu sao? Phải. Mình vẫn chưa chết. Này, cậu tỉnh lại rồi à? Con không biết mấy ngày trước cậu bị thương nghiêm trọng tới mức nào đâu. Tiểu gia con tưởng rằng cậu chết chắc rồi cơ. Tôi da dày thịt béo, máu lại nhiều, sao có thể chết nhanh như vậy được chứ? Chê, cậu dẹp đi. Mấy hôm trước cậu còn nôn ra máu ngất tại chỗ đó, cuối cùng là tôi vẫn lùi hai cái chân cậu kéo tới tận đây. Nếu không phải chị xà tổ cho cậu ăn hai viên thuốc gì đó, cố lấy cái mạng nhỏ của cậu thì e rằng... Chị xà tổ à? Chính là nữ nhân kia sao? Ôi! Đây! Thì không tới nhìn! Xem phim nhiều quá rồi đó cha! Yên tâm đi, có bây giờ nhìn có thể nhìn thấy được chị ấy rồi đó. À, cậu tỉnh rồi. Tôi nghe đại đạo nói rằng chị đã cứu mạng tôi. Cảm ơn. Tôi và cậu đều là người có mục đích. Tự nhiên thì có thù lao. Thôi rồi thù lao. Thân phận của nữ nhân không đơn giản này. Thế độ bình thường sao có thể lọt vào mắt của chị ta được chứ? Tôi nghe Lưu Đại Đào nói các cậu đến từ một thế giới khác. Xem ra phong ấn cũng đã được giải trừ rồi. Tôi đã sống ở đây 8 vạn năm rồi. Thực sự là cảm thấy vô cùng nhàm chán. À, 8 vạn năm. À, loài người thì cái chút ghi chép về lịch sử, nhưng cũng không thể nào lâu bằng 8 vạn năm được. Tôi rất tò mò vào thế giới của các cậu. Tôi cần một người đưa tôi đi xem. Mà cậu là chính là người này. À đúng rồi, tôi đã đồng ý với chị Sa Tổ rằng có gì sẽ mời chị ấy đi xem phim, mua shopping. Cậu không muốn đi à? À không phải. Có rất nhiều vấn đề. Đầu tiên là cái thuộc tính kia hóa tất cả mọi thứ của chị. Hơn nữa sau khi ra ngoài mà chị lại thể hiện thực lực ra, khiến cho toàn bộ thế lực trên thế giới tới đàm hỏi, thậm chí là gây phiền phức cho chị. Tôi có mang kính râm. Tôi sẽ không mang tới phiền phức. Nếu có người phát hiện ra thân phận của tôi sẽ không để ý việc vợ thu nhận một khối đá đầu. Yên tâm đi, trên đời này chỉ có miệng cuối cục đá là kỳ nhất. À, tôi lo lắng chính là cái đó đó. Còn cái con mự cự mãng thông thiên này của chị nữa. À, cái đó thì... có phải là nếu tôi giúp chị ra ngoài thì coi như là đã trả xong ơn cứu mạng của chị lúc nãy không nhỉ? Coi như trả xong mà, cũng có lý. Tôi có thể nhìn thấy sự hâm mộ trong mắt của cậu. Cậu đang hâm mộ cái gì vậy? À, nếu tôi nói không thì sao? Thì vừa hay tôi đang thiếu một khối đá để làm ghế tựa nè. Tôi không thể đồng để ý cái việc dùng cậu để... À, lúc nào cũng có thể xuất phát. À, được rồi, tôi đưa chị ra ngoài, nhưng chị phải tuân thủ lời hứa, ra ngoài không được làm loạn. Tôi thấy rất là kỳ lạ, rõ ràng cơ thể của cậu là của con người, nhưng cường độ thân thể và tốc độ hồi phục lại có thể sánh ngang với chúng tôi. Ấy, chẳng lẽ không phải chị cứu mạng tôi sao? Tôi còn tưởng là hồi phục nhanh như vậy là do chị cứu nữa chứ. Tôi chỉ cho cậu một chút nước xà thành để giúp cậu ngăn chặn thương thế lan rộng thôi. Nhưng hồi phục nhanh là công lao của chính cơ thể cậu đó.